Bất chấp chỉ trích, ca sĩ nữ vẫn biểu diễn vũ đạo bằng mắt, phản cảm. Dù bị chỉ trích nhưng nữ ca sĩ này vẫn thực hiện những động tác vũ đạo gợi cảm trong lễ trao giải thưởng danh giá. Tối ngày 19 tháng 7, lễ trao giải Rồng Xanh 2023 diễn ra, quy tụ dàn sao Hàn Quốc đình đám. Cùng với kết quả của giải thưởng, những màn trình diễn tại sự kiện cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là phần biểu diễn của Hoa Sa, nữ ca sĩ thuộc nhóm nhạc Mamamoo. Cô thể hiện hai bản hit Maria và Tuyết. Trên sân khấu, cô cùng dàn vũ công thực hiện những động tác táo bạo, lắc hông theo nhịp điệu của bản nhạc. Nhiều ngôi sao tham dự sự kiện ngỡ ngàng trước phần thể hiện của Hoa Sa. Thành viên Do Ki Eun Soo, Do của EXO há hốc miệng, không nói nên lời, còn nữ diễn viên Song Hye Kyo và Lim Ji Rang lại có biểu cảm khó hiểu. Màn trình diễn của Hoa Sa nhận không ít ý kiến trái chiều, nhiều khán giả cho rằng những động tác như vậy quá phản cảm, không phù hợp với lễ trao giải thưởng danh giá. Trước đó, Hoa Sa gây tranh cãi khi biểu diễn với động tác phản cảm, tục tiểu tại lễ hội của Đại học Sung Kyung-wan ở Seoul. Ở bài Don't Give, Hoa Sa có động tác ngồi xuống với hai chân dang rộng và lắc lư. Nữ ca sĩ sau đó bất ngờ liếm hai ngón tay và di chuyển dọc thân mình. Mặc dù hành động chỉ diễn ra trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ khán giả. Đối diện với lời cáo buộc của Hội Phụ huynh Hàn Quốc và nguy cơ bị điều tra, Hoa Sa bỏ ngoài tai những lời tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Hoa Sa nên chọn lọc nhận xét, lắng nghe và có những thay đổi cần thiết chứ không phải dùng thái độ khiêu khích để đáp trả. Hoa Sa là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Mamamoo. Cô được biết đến với phong cách âm nhạc và hình ảnh nóng bỏng, sexy. Tuy nhiên, việc theo đuổi phong cách quyến rũ cũng nhiều lần khiến Hoa Sa gặp nhiều rắc rối và trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ.